Trong các bộ truyện của nhà văn Kim Dung có vô vàn nhân vật, những nhân vật sống lương thiện, võ công cao cường, luôn hành hiệp trượng nghĩa luôn được độc giả yêu thích. Ngược lại, những con người lòng dạ ác độc, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hại người thì ắt sẽ bị độc giả ghét hay ghét đắng. Vậy trong 15 bộ truyện của nhà văn Kim Dung, những con người nào bị khán giả dislike? Mọi người hãy cùng đón xem trong video ngày hôm nay của Đình Phong. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Thích Trường Phát là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Liên Thành Quyết. Lão là đệ tử của Mai Điểm Xanh, người sáng tạo ra Liên Thành Kiếm Pháp và Thần Chiếu Kinh. Vì tham lam kiếm pháp của bản môn, Thích Trường Phát đã cùng hai sư huynh bàn nhau hại sư phụ để chiếm lấy. Thích Trường Phát có ngoại hiệu là Thiết Tả Hành Giang. Đinh Điển từng nói với Địch Vân rằng ngoại hiệu đó có nghĩa là khiến người ta lên không được, xuống cũng không xong. Những nhân vật trong võ lâm chẳng ai là không hiểu ngụ ý của ngoại hiệu đó. Thích Trường Phát là một tay thông minh cơ biến, cực kỳ lợi hại. Ai chê vào tay lão là lão nhất định báo thủ cho bằng được, khiến người ta lên không nổi, xuống không xong. Chẳng khác gì con thuyền bị đưa vào chỗ nước xoáy giữa dòng sông, cứ xoay chuyển loạn lên mà chịu tội. Thích Trường Phát vì ham mê bảo tàng, ai lão cũng giết, ngay cả Địch Vân cũng trở thành nạn nhân. Nếu không nhờ chiếc ô tầm giáp thì đã bị tử nạn dưới con dao của lão rồi. Điền Quy Nông là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Phi Hổ Song Truyện. Lão là bang chủ Thiên Long Môn phe Bắc Tông. Điền Quy Nông bình sinh có ngoại hiệu tương đối ổn, lại khéo ăn khéo nói, biết chiều phụ nữ, thành ra khiến Nam Lan đổ gục, bỏ cả chồng con theo y. Điền Quy Nông chiếm được trái tim người tình rồi, nhưng vẫn ngày đêm lo sợ một ngày Miêu Nhân Phụng sẽ đến trả thù, thành thử âm mưu làm đuôi mù mắt Kim Diện Phật. Về sau trên phần mộ Hồ Nhất Đao, y cùng thủ hạ tấn công Hồ Phỉ, kết cục bị chàng dùng Lãnh Nguyệt Bảo Đao lấy được dưới mộ phụ thần đánh bại, cuối đời vì đau khổ trước cái chết của Nam Lan mà dùng mũi tên tự tận. Trương Triệu Trọng là một nhân vật xuất hiện trong Thư Kiếm Ân Cửu Lục. Lão vốn xuất thân phái Võ Đang, là sư đệ của Mã Chân và Lục Phỉ Thanh. Trương Triệu Trọng vì ham phinh hoa phú quý mà bán mạng cho nhà Thanh, làm nhiều điều độc ác, từ việc bắt Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai, sau đó đến quấy phá Hồng Hoa Hội. Với thần binh Ngân Bích Kiếm, Trương Triệu Trọng như hổ thêm cánh. Lão nhận tâm đến mức nhân lúc Mã Chân không phòng bị đã giết chết ông ta. Cuối cùng ác giả ác báo khi lọt vào giữa bầy sói và bị chúng xé xác. Thành Côn là một nhân vật đại phản diện trong Ý Thiên Đồ Long Ký. Y thuở xưa có mối tình thanh mai trúc mã với Dương Phu Nhân, tuy nhiên nàng ta lại bị ép phải lấy Dương Đỉnh Thiên Giáo chủ Minh Giáo. Thành Côn cũng từ đó sinh hận, âm mưu tiêu diệt Đỉnh Quang Minh cho Hà Long Hà Dạ. Nhớ có lần y biết đường hầm bí mật mà lẻn vào, nhân cơ hội Minh Giáo đang chia bè kéo phái, đánh nhau chí chóe mà ra tay, không mất chút sức nào hạ cả Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ Tả Nhân. Thật may Trương Vô Kỵ đang ở trong túi càn khôn nhất khí xông ra ngăn cản. Thành Côn dốc sức dùng Huyễn Âm Chỉ đánh vào Võ Lâm Chí Tôn, lại thành ra giúp chàng đại công cáo thành Cửu Dương Thần Công. Trong khi Huyễn Âm Chỉ bị phế, đúng là nhỏ hơn cú vọ. Về sau Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng bắt được Tạ Tốn, đã giao cho Tam Độ canh giữ. Sau 3 lần quyết đấu, Trương Vô Kỵ võ công đại tiến, cầm chân được Tam Độ. Lúc này Thành Côn xuất hiện, đòi giết Tạ Tốn. Hai người tỉ võ, Thành Côn bị Tạ Tốn đánh mù mắt và phế đi võ công. Trần Hữu Lượng là trưởng lão tam túi của Cái Bang, y cùng hội cùng thuyền với Thành Côn, chuyên làm những việc tán tận lương tâm. Nhớ thuở xưa Tống Thanh Thư nhòm trộm gái Nga Mi tắm, chuyện bị Mạc Thanh Công phát hiện, hai chú cháu đánh nhau. Thế là Trần Hữu Lượng nhân cơ hội ra tay, khiến Thất Hiệp bị chết thảm. Trần Hữu Lượng vì chuyện này đi dọa Tống Thanh Thư phải làm việc cho Cái Bang. Họ Trần là một kẻ xảo trá, y đi kiếm một tên có khuôn mặt giống Sử Hỏa Long về thay thế chức bang chủ. Mọi việc trong bang đều do Trần Hữu Lượng giật dây. Không chỉ có vậy, y còn ép Tống Thanh Thư đi hạ độc phái Võ Đang bằng ngũ độc thất tâm táng. Thật may có Trương Vô Kỵ và Hoàng Sam Nữ Tử phát hiện kịp thời, mới cứu phái Võ Đang một bàn thua trông thấy. Toàn Quán Thanh là một nhân vật xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ. Y có ngoại hiệu là Thập Phương Tú Tài. Kim Dung mô tả Toàn Quán Thanh là một tên đa mưu túc trí, võ công cao cường,
là đệ tử tám túi hiện đang trưởng quản đại trí Pân Đà. Địa vị trong bang chỉ kém lục đại trưởng lão. Toàn quán thanh vì bị Khang Mẫn dụ dỗ cho lão ngủ với ả mấy lần mà kích động cuộc nổi loạn chống lại Tiêu Phong. Về sau lão gặp Trang Tụ Hiền tức Du Thản Chi, thấy y võ công cao cường, toàn quán thanh thao túng để hắn trở thành bang chủ cái bang. Họ Du thực sự chỉ là một con rối, hành động theo sự hướng dẫn của toàn quán thanh. Cả hai cùng lên núi Thiếu Lâm tranh hùng. Sau trận chiến vang dội trên núi Thiếu Thất, toàn quán thanh bỏ trốn nhưng bị các trưởng lão của cái bang bắt kịp và giết chết. Triệu Chí Kính là đại đệ tử của Vương Sứ Nhất và sư phụ Dương Quá. Nhiều năm xưa Quách Tịnh dẫn phò tới núi Trung Nam bái sư, trong lúc nhốn nháo đã đụng độ với người của phái Toàn Chân, sau đó còn giúp đám người Khưu Sứ Cơ đánh đuổi Hoắc Đô. Trong con mắt của Dương Quá, võ công của phái Toàn Chân toàn là vớ vẩn. Thành ra sau khi nhận Triệu Chí Kính là sư phụ, chàng không phục chút nào, từ đó dẫn đến cuộc đụng độ giữa thầy với trò. Lão tâm địa hẹp hòi, vì ghét Dương Quá mà chỉ truyền thụ khẩu quyết, không dạy võ công cho chàng. Triệu Chí Kính ghét ác tức ở với Doãn Chí Bình mà ủ mưu hãm hại, tranh chức trưởng môn. Lão cấu kết với quân địch, dụ Chu Bá Thông và Động Nhện Xanh Nhện Đỏ, khiến lão ngoan đồng tí chết. May nhờ Tiểu Long Nữ ra tay tương trợ mới thoát được nạn. Về sau Triệu Chí Kính chui trong chuồng đồng, bị đàn ong lao vào đốt chết. Nhạc Bất Quần ngoại hiệu là Quân Tử Kiếm, tuy nhiên con người của lão lại khác biệt hẳn so với cái ngoại hiệu của mình. Thực ra nói gì thì nói, lão cũng có chút khổ tâm cho riêng mình. Có ai có thể chấp nhận võ công của mình kém hơn cả đệ tử? Tại miếu Dược Vương, một mình lệnh Hồ Sung đả bại quần hùng, chọc mù mắt mười mấy hảo thủ, khiến Phong Bất Bình tâm phục khẩu phục. Trong khi nhìn qua hai vợ chồng lão bị điểm huyệt trông thảm hại vô cùng, Nhạc Bất Quần thân là trưởng môn Hoa Sơn phái mà bị bọn Đào Cốc Lục Tiên dọa cho chạy té khói, vì thế không có lý do gì mà lão không chiếm lấy Tịch Tà Kiếm Phổ, môn kiếm pháp có thể khiến lão rửa mối nhục này. Nhạc Bất Quần trước ám hại Định Giật Sư Thái, về sau âm mưu tiêu diệt các hạ thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái mà dụ họ vào hậu động Song Ngọc Nữ Phong để quét sạch một mẻ. Lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh cũng vướng vào chuyện này, những tưởng sẽ thành công thì chẳng ngờ cuối cùng bị tiểu sư muội Nghi Lâm xiên chết, thật là đáng đời. Công Tôn Chỉ là một nhân vật phản diện trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ. Y vốn thuở xưa là chồng của Cầu Thiên Xích, chỉ vì bị kìm kẹp quá nhiều, đâm ra ức chế, lão nhân một lần cơ hội đã xô ngã vợ xuống vực sâu, còn mình ngang nhiên hưởng thành quả sau những gì bà xã đã trợ giúp. Vốn là một kẻ háo sắc, Công Tôn Chỉ khi nhìn thấy con nai bà ngơ ngang Tiểu Long Nữ lọt vào Tuyệt Tình Cốc, đã không bỏ qua cơ hội mà xin cưới ngay. Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, Dương Quá và Cầu Thiên Xích xuất hiện, đã phá hỏng chuyện vui. Trong khi lão bị bắn mù một mắt, Công Tôn Chỉ chó cùng rất dậu, định kết hợp với Lý Ma Sầu lấy lại nửa viên linh đơn, nhưng không thành công. Cuối cùng hai vợ chồng của lão quyết đấu, rồi cùng rơi xuống hố sâu chết không kịp ngáp. Tống Thanh Tư là một nhân vật xuất hiện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Y vốn xuất phát điểm rực rỡ hơn nhiều so với Trương Vô Kỵ, là con trai của Tống Viễn Kiều, đại đệ tử của Trương Tam Phong. Những tưởng một tương lai sáng lạn đang chờ đón, nhưng không, kết cục cuối cùng thì lại thảm bại. Tống Thanh Thư bình sinh diện mạo đẹp trai, so với Chu Chỉ Nhược thật là cặp trai tài gái sắc. Thế nhưng Kim Dung không ưa y, thành ra trái tim của cờ rút Tống Thanh Thư lại có một hình bóng khác. Tống Thanh Thư cố tình nhòm trộm gái Nga Mi tắm, bị Mạc Thất Hiệp phát hiện. Hai chú cháu đánh nhau chí chóe, khiến Trần Hữu Lượng ngư ông đắc lợi, lấy cơ đó khống chế. Về sau khi Chu Chỉ Nhược đoạt được Cửu Âm Chân Kinh, Tống Thanh Thư như con thiêu thân quay về bên họ Chu, chấp nhận làm chồng hờ dù không được sơ múi chút nào. Trong đại hội Đồ Long, Tống Thanh Thư bị Du Liên Châu đánh cho trở nên tàn phế, cuối cùng phải chết trong đau đớn. Theo các bạn, Lâm Minh Chi đáng thương hay đáng giận? Đây là một câu hỏi hơi khó trả lời. Nhớ thuở xưa họ Lâm sống trong nhung lụa, phước oai tiêu cục oai danh lẫy lừng, thế mà chỉ trong một thời gian, cuộc đời của Chi Mù sa sút tới thảm hại. Tất cả là vì chính cái môn Tịch Tà Kiếm Phổ tuyệt kỹ đã khiến mấy đời họ Lâm khi trước dạng danh trong võ lâm Trung Nguyên. Lâm Bình Chi vì quá ham trả thù mà đã cắt cờ hìm trước khi trở thành người đàn ông đích thực. Thù thì đã trả được, tuy nhiên bản thân bị dính phải nước độc,
trong biếu của Mộc Cao Phong mà trở nên đuôi mù. Cuối cùng do muốn lấy lòng của Tả Lãnh Thiền mà đã nhẫn tâm giết chết người vợ yêu thương mình hết mực. Trong con mắt của họ Lâm, Nhạc Linh San không phải là nương tử mà là con gái của Nhạc Bất Quần, người đã mưu mô chiếm đoạt báu vật của Lâm gia. Dương Khang vốn là con của Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, quê tại Ngưu Gia Thôn. Cái tên của y là do đạo sĩ Phái Toàn Chân, Trương Xuân Tử khưu sứ cơ đặt cho với ý nghĩa mong rằng y và người anh em kết nghĩa Quách Tĩnh không quên mối nhục Tĩnh Khang của Đại Tống ngày trước. Vương gia nước Kim là Hoàng Nhan Hồng Liệt vì say mê nhan sắc của Bao Tích Nhược đã mang quân tấn công Ngưu Gia Thôn. Dương Thiết Tâm mất tích, mẹ y đành tạm thời nhận Hoàng Nhan Hồng Liệt làm chồng. Dương Khang đẻ ra mang họ Hoàng Nhan, gọi là Hoàn Nhan Khang và được khưu sứ cơ nhận làm học trò, truyền thụ võ nghệ cho. Dù sau đó phát hiện ra mình thực là con của Dương Thiết Tâm, nhưng trong lòng vẫn ôm mộng giàu sang phú quý nên đã đi theo phò tá Hoàng Nhan Hồng Liệt chống lại quê hương mình, gây ra rất nhiều tội ác, lừa thầy phản bạn. Dương Khang giết chết Âu Dương Khắc để mong được Tây Đầu Âu Dương Phong nhận làm đồ đệ. Âm mưu đó bị Hoàng Sùng phát hiện, ý định giết người diệt khẩu, nhưng lại bị gậy ông đập lưng ông, trúng độc mà chết.